Chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại với Lạ Converse và mình là người lạ. Đương nhiên rồi, trong video ngày hôm nay thì Lạ Converse sẽ mang đến giới thiệu với các bạn khá nhiều những mẫu Converse mà mình đang có ở đây. Thì như bạn nhìn thấy, mình đã có một loạt những cái hộp, những đôi giày Converse ở phía bên tay phải mình như thế này. Và đúng như tiêu đề video thì đây sẽ là những sự lựa chọn cực kỳ sáng giá trong cái mùa tựu trường này để các bạn học sinh, sinh viên có thể mua nó để quay trở lại trường học, hay chúng ta vẫn gọi đó là back to school. Thì ở tháng 9 này rõ ràng là tháng khai giảng và không biết là các bạn đã có giày mới để quay trở lại trường chưa. Thế nhưng mà đây sẽ là video thứ hai để có một vài những cái lựa chọn sáng giá trong cái phân khúc giá rất tốt để chúng ta có thể mua một đôi giày quay trở lại trường học. Đương nhiên là bạn nào có tiền để mua những đôi giày nghìn đô thì cứ mua những đôi giày nghìn đô. Nhưng mà những bạn mà chỉ có 1 triệu để mua giày thì đương nhiên đó là mình sẽ là người giới thiệu đến những mẫu giày đó đến với các bạn. Có 1.000 đô thì các bạn muốn mua gì chẳng được, đúng không? Ngày hôm nay thì ở đây mình có 3 đôi giày Converse và nó là những đôi giày Converse kinh điển nhất, lâu đời nhất. Nó là Converse Chuck Taylor Classic. Chúng ta vẫn gọi đó là Converse Classic ấy. Thì đây là những đôi giày mà nó đã có tuổi đời tính bằng tuổi cũ rồi, tức là tính đến nay nó đã hơn 100 tuổi đời rồi, rất là lâu và chưa bao giờ bị ngừng sản xuất, nó vẫn được bán ra đều đều, nó không có chuyện theo kiểu là kiểu như sau một thời gian rất là dài không bán được rồi không sản xuất nữa rồi sau một thời gian lại mang trở lại theo kiểu là cái gì retro, không phải, mà nó luôn luôn được bán ra, luôn luôn được sản xuất, luôn luôn được yêu thích và luôn luôn được đi chân ở mọi nơi trên thế giới. Ở ngày hôm nay mình sẽ có 3 đôi. Đôi đầu tiên là một đôi màu đen tuyền, đen thực sự là đen luôn, đen hơn cả anh da đen luôn. Thì đây là một đôi giày Converse Chuck Classic, Chuck Taylor Classic cổ thấp, màu đen, all black luôn. Chúng ta có thể quen thuộc với những mẫu mà nó sẽ có màu đen bên trên, thế nhưng mà đế nó vẫn màu trắng và phần mũi này vẫn màu trắng, nhưng đôi này thì là đôi đen tuyền luôn. Đây là đôi đầu tiên. Ok, mình sẽ để tạm cái này xuống dưới. Tiếp đến thì mình sẽ có một đôi nữa. Đôi này, đây, đôi này trước đi. Đôi này là đôi tương tự như vậy, giống như vậy nhưng mà nó sẽ có màu xanh navy. Đó, như các bạn thấy, nếu như các bạn mà đã kiểu như là quá quen thuộc hoặc là nhàm chán với phần màu sắc đen rồi ấy, thì màu xanh navy này là một trong những màu mà cực kỳ là thân thiện với học sinh. Chúng ta có thể bây giờ là ít thấy, nhưng mà cái thời bọn mình ấy, thì ngày xưa rất hay mặc những quần màu xanh như này, chứ không phải quần màu đen, quần ống suông màu xanh như này ấy. Thật sự là như vậy, ngày xưa còn một kiểu tóc học sinh vẫn gọi tóc mai xanh ấy, thì màu xanh này là cực kỳ phù hợp với lứa tuổi học sinh. Màu xanh navy này nó cũng khá là vintage và phù hợp với nhiều loại trang phục với những bạn mà không phải là quá bé tuổi nữa. Rồi, đây là đôi thứ hai. Và đôi thứ ba là một đôi giày cổ cao cho nó có anh có em. Thì như bạn thấy đây là một đôi giày cũng màu xanh navy như vậy, nhưng mà nó sẽ là đôi giày high top, tức là cổ cao, cũng là Chuck Taylor Classic. Thì tại sao mình lại đưa ra ở đây là những đôi giày Converse? Tại vì thứ nhất rằng là lứa tuổi học sinh, sinh viên là những lứa tuổi mà mình thấy là rất rất phù hợp để đi những đôi giày Converse này. Đương nhiên thì những đôi giày Converse này nó phù hợp với mọi lứa tuổi rồi, thế nhưng mà mình cảm giác rằng là nó rất phù hợp với phong cách theo kiểu là trẻ trung, theo kiểu là tự nhiên, hồn nhiên của lứa tuổi học sinh. Thì đây là những đôi giày Converse và có lẽ là những đôi giày này nó cũng đã gắn bó với lứa tuổi học sinh, sinh viên của rất rất nhiều người, và trong đó đương nhiên là có mình rồi, chắc chắn là có mình rồi. Kể cả khi không còn là sinh viên nữa, từ rất lâu rồi mình vẫn đi Converse như bình thường. Đấy, những bạn nào theo dõi mình đã lâu thì chắc chắn đều biết là mình rất rất thích thương hiệu Converse này. Tại sao mình đã nói là nó sẽ phù hợp trong cái dịp back to school này? Tại vì thứ nhất, như mình đã nói đó là những cái đôi giày thuộc thương hiệu này là nó vô cùng phù hợp với lứa tuổi học sinh, sinh viên. Thứ hai, mình sẽ có một cái mức giá rất tốt để gửi tới các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ có cái đôi cao cổ này. Thì như bạn biết ấy, mức giá niêm yết của những đôi Converse là không hề rẻ một tí nào đâu. Tức là ở Việt Nam này, mức giá niêm yết hiện tại của những đôi cổ cao như này là 1.500.000. Những đôi cổ cao này là 1.500.000, cổ thấp thì rẻ hơn 100.000. Tức là những đôi như này thì nó sẽ có là 1.400.000. Đấy là niêm yết. Thế nhưng mà mình đã có được cái đợt giảm giá mùng 9 tháng 9 này tới từ Lazada thì mức giá là như sau. Đầu tiên là những đôi cổ cao, đôi màu xanh này hoặc là đôi màu đỏ này, đều là Chuck Classic màu xanh đỏ này. Thì mức giá đầu tiên là đôi cổ xanh cao này sẽ là 825.000. Đây là một mức giá rất tốt nếu so với mức giá là 1.500.000. 1.500.000 niêm yết chỉ còn 825.000. Đấy, còn đôi cỏ đỏ cổ cao này cũng là 825.000. Hai đôi này thì nó sẽ bằng giá chỉ có 800 thôi, nhưng mà không hiểu sao những đôi cổ thấp này thì nó lại đắt hơn tí. Tức là đôi cổ cao thì từ 1.500.000 còn 825, còn đôi cổ thấp này thì nó là 1.400.000.
nhưng mà nó giảm giá xuống còn là 910.000. Nó đắt hơn cổ cao một tí tí. Thế nhưng mà đấy cũng không phải là một cái số tiền nó chênh nhau quá nhiều. Chúng ta có thể bỏ ra mua được, tại vì có lẽ rằng là cổ thấp nó sẽ thông dụng hơn và nhiều người đi được hơn so với cổ cao. Thì đấy cũng là một điều dễ hiểu thôi. Hai đôi mình có ở đây thì nó đều có mức giá là 910.000, tức là 825 và 910 đều là những mức giá dưới 1 triệu một khoảng, khá là ok để chúng ta có thể bỏ ra mua được. Và cái quan trọng ấy là nó dưới mức giá đề xuất rất là nhiều. Nếu như bây giờ, thực ra bây giờ không còn như ngày xưa nữa, nếu như ngày xưa muốn tiết kiệm, chúng ta có thể tìm đến những cửa hàng bán đồ Việt Nam xuất khẩu, bán đồ ăn cắp ấy, nó thẳng ra là đồ ăn cắp từ nhà máy ở Việt Nam. Thế nhưng mà những cái mẫu đó nó không có tem ở bên trong này, tại vì nó bị lột ra khi mà trả lại nhà máy, không có hộp đi kèm. Nhưng mà tính đến bây giờ ấy, những cái mẫu như thế này chẳng hạn, ví dụ giống hệt như thế này nhưng nó là đồ Việt Nam xuất khẩu, thì nó cũng là chính hãng đấy. Thế nhưng mà nó phải có mức giá từ 1,1 triệu đến 1,3 triệu thì chúng ta mới mua được một cái mẫu có giá niêm yết là 1,5 triệu này. Không còn như ngày xưa để mà nó 700-800 nữa đâu, nó cũng đã rất đắt rồi. Thế nhưng mà với mức giá mà chúng ta có thể mua chính hãng như vậy ở thời điểm này, chỉ có 800 đến 900, thì đây là mức giá mà rẻ hơn cả đồ ăn cắp nữa rồi. Có nghĩa là rẻ hơn cả cái chữ steal mà chúng ta vẫn biết, steal bằng ăn cắp, steal tức là ăn cắp ấy, rẻ hơn cả cái chữ steal rồi. Đây là một cái deal cực tốt để các bạn có thể mua ở thời điểm này. Và đặc biệt là những mẫu mà nó phổ biến, màu sắc phổ biến như thế này thì không nhiều khi có giảm giá sâu như vậy, mà thường sẽ là giảm giá những mẫu mà nó xấu, không ai thèm mua và là không phổ biến. Còn phổ biến như là Classic Chuck Taylor này thì ít khi giảm giá sâu như vậy. Đấy, ngoài những mẫu mà mình có ở đây ra thì ví dụ một mẫu cổ thấp màu đỏ này, thì theo mình giá xem ở đây thì màu đỏ cổ thấp nó rẻ hơn nữa, nó chỉ có 770.000 thôi, giống hệt như này, chỉ là nó cổ thấp thôi. Ngoài ra, ngoài những mẫu mình có ở đây và giới thiệu với các bạn, còn nhiều mẫu khác nữa với mức giá thậm chí còn rẻ hơn nữa, nhưng chẳng qua là ít người để ý đến. Thực tế nó vẫn đẹp, có một số mẫu nó lót bông bên trong, đi mùa đông rất ấm hoặc cái nào đó. Tất cả những cái này mình sẽ để link bên dưới để tùy theo cái gu mỗi người các bạn sẽ mua sau. Và bây giờ mình sẽ đi chi tiết hơn vào những mẫu giày này. Thực tế ra thì như mình đã nói, đó là những cái mẫu giày Converse Chuck Classic này đối với mình ấy, thì là chưa bao giờ là đủ. Có lẽ là nó sẽ đủ đến khi mà mình đã sưu tập đủ các phối màu mà những đôi giày Converse này có, kể cả cổ cao và cổ thấp. Nói như vậy để các bạn có thể hiểu rằng là sức hút của những mẫu giày này là rất lớn, không chỉ đối với mình mà còn đối với rất nhiều người khác nữa. Và với mức giá tốt như này thì đương nhiên các bạn thấy là mình đã có ở đây rất là nhiều. Thậm chí cái mẫu màu đỏ này mình còn đi custom cái ngôi sao vàng ở đây, giống lá cờ Việt Nam ấy, một cái lòng yêu nước hết sức là lồng làn luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi chi tiết hơn, và link đương nhiên sẽ có bên dưới mô tả video này. Như là các bạn đã thấy thì hộp của cả ba cái đôi giày này nó đều giống nhau, cho nên là mình sẽ chỉ mở tự trưng một cái thôi. Với hộp của những đôi Converse Chuck Classic này thì nó sẽ có dạng hộp màu đen với lại logo Converse ngôi sao ở đây màu trắng. Và cái hộp này thì cũng tương đối là quen thuộc rồi, một cái hộp rất là bé và nhỏ nhắn. Mình sẽ có thông tin ở phía này thì đây là size 7,5 US với size Euro là 41 và nó là 26cm. Với việc chọn size của những đôi Converse Chuck Taylor Classic thì mình nghĩ là các bạn nên chọn True to Size, tức là bình thường các bạn đi bao nhiêu Euro, tức là các bạn bình thường các bạn đi 3 mấy, 4 mấy thì đôi này cũng vậy. Với một số người thì họ sẽ chọn trừ đi nửa size, nhưng mà mình nghĩ thì không nên. Chúng ta nên đi thoải mái hơn một chút, tại vì những đôi này mà đi trừ đi nửa rất dễ bị đau cái phần ngón chân. Đó, đôi này thì nó sẽ có màu Black Mono và mã đây, size làm tại Việt Nam. Đó. Ok, bên trong thì chúng ta sẽ có giấy gói, giấy cơ bản sẽ có một cái túi đựng chính hãng như thế này. Và mình hay dùng cái túi này để đi chợ, đỡ phải xin túi ni lông. Và đây là cái nhân vật của chúng ta. Đây là một chiếc giày cổ thấp, nó sẽ có màu đen. Như bạn thấy thì nó đen thùi lùi luôn ấy, nó đen rất là khó nhìn ra luôn, cực kỳ đen. Và với những bạn mà thích những cái bộ trang phục tối màu và chúng ta không muốn đôi giày nó quá lộ phần bẩn ấy, thì đây là một trong những sự lựa chọn rất hợp lý. Đen quá đen luôn, đen khó nhìn ra luôn. Đây là chiếc giày bên chân trái. Đó, với chiếc này thì chúng ta sẽ có một cái mark ở kèm như thế này. Ok. Đến khi đi vào chi tiết thì mình nghĩ là mình cũng sẽ không nói nhiều trong video này nữa, tại vì thực sự rằng đây là một cái mẫu giày quá là quen thuộc. Nếu như mà chúng ta đã từng biết đến những mẫu giày quen thuộc nhất thì hỏi ra một mẫu giày nào mà quen thuộc hơn cả thì mình nghĩ đây là một trong những sự lựa chọn đầu tiên đối với nhiều người. Tại vì tính ra về cái tuổi đời của mẫu giày này ấy, thì nó đã được ra mắt từ những năm 1910 mấy, chính xác là 1917. Và đó là một cái tuổi đời là vô cùng ấn tượng, hơn rất nhiều so với lại những mẫu giày có thể nói là đình đám hiện nay. Và nó thật là với số tuổi như vậy chúng ta gặp quá nhiều trên cả những tư liệu cũ lẫn là trong cuộc sống hàng ngày bây giờ. Đây là một cái nền văn hóa chứ không đơn giản nó chỉ là một đôi giày nữa. Với cái mẫu mình cầm trên tay này thì nó là một cái mẫu giày Converse Chuck Taylor cổ thấp
và nó sẽ có màu xanh navy. Thì đây là một cái phần vải canvas và đây là một cái thiết kế mà có thể nói là vô cùng kinh điển. Những cái bộ phim Mỹ kể cả bây giờ hay ngày xưa mình đều thấy trên chân của các cậu trai cô gái những đôi giày như thế này, và cổ thấp cổ cao đều có đủ cả, màu sắc gì cũng có. Và cũng có đôi khi mình tự hỏi là với một cái mẫu giày mà không hẳn rằng là nó đi dễ chịu cho lắm, thế thì tại sao người ta lại chọn đi nó nhiều như vậy? Và cái sức bán ra nó vẫn có thể kinh khủng, nó vẫn có thể tồn tại qua rất nhiều năm như vậy, họ vẫn sản xuất rất rất đều như vậy sau hàng hơn trăm năm như thế. Thế thì tại sao? Mình nghĩ rằng nó chỉ có thể đến từ cái việc nó là một nền văn hóa mà thôi. Tức là nếu như mà bây giờ kể ra rằng là có rất rất nhiều những mẫu giày trên trời dưới biển, thượng vàng hạ cám có đủ cả, thế nhưng mà đây là một biểu tượng và nó sẽ không bao giờ chết. Theo mình thì là vậy. Đây là một cái mẫu giày, mình sẽ không mô tả lại nữa và sẽ chỉ có cho các bạn xem qua một chút thôi. Chúng ta vẫn sẽ có cái thiết kế với phần đế như thế này, và vẫn sẽ có một cái vạch đen nằm chính giữa đế màu trắng và đế ngoài là đế màu gâm. Và chúng ta sẽ có cái màu gâm đậm này là một cái màu rất là phổ biến và nhìn qua là biết rồi. Đằng sau này vẫn sẽ có một cái miếng dán Converse All Star với ngôi sao chính giữa này, chữ màu đen trên nền màu trắng. Và sẽ có một cái miếng vải canvas, sẽ có hai cái lỗ thông hơi nằm phía bên má trong của giày, bên má ngoài của giày thì không có gì. Và bên trên lưỡi gà này chúng ta sẽ có một cái đường chỉ may bên ngoài rất là đẹp, rất là kiểu tương phản tốt. Và sẽ có một cái miếng vải được may ở bên trên Converse All Star cũng đẹp và nó nổi bật. Dây giày vẫn là thuộc dây giày dẹt màu trắng rất là kinh điển, và sẽ có 6 lỗ thiếc để buộc dây của đôi cổ thấp như thế này. Và phần mũi giày đặc trưng vẫn là như thế. Thật sự rằng những cái đặc điểm thiết kế này không bao giờ cần phải lại mô tả lại nhiều nữa. Nó gắn liền với quá nhiều tuổi thơ của nhiều người, lẫn là bây giờ luôn, chứ không nói việc là ngày xưa. Bên trong này chúng ta sẽ có một cái con tem, và đây là đôi giày làm tại Việt Nam với size là 41 đó. Và bên trong này thì cái lớp lót của nó nhìn thì đơn giản thôi nhưng nó cũng tương đối êm chứ không phải là vớ vẩn. Chúng ta sẽ có một dòng chữ Converse với lại cái logo của nó màu xanh đồng màu với màu của giày. Và bên trong này thì đây là một phần màu sắc vải màu be. Thực tế ra thì cái vải canvas này nó không dày như là vải canvas của những đôi 70S. Tuy nhiên ấy, chính vì là nó có một cái mức độ dày vừa phải, thành ra là chúng ta đi vào rất là thoải mái. Thật sự nếu như mà các bạn mà lâu rồi chưa đi một cái đôi Converse như thế này ấy, thì các bạn có thể thử đi lại sẽ cảm giác được cái sự thoải mái vô cùng đối với một cái mẫu giày như thế này. Và đây là một cái đôi cổ thấp. Nếu như các bạn muốn phá cách hơn một chút thì chúng ta sẽ có những mẫu cổ cao như thế này. Và đây, như bạn thấy, cổ cao của một đôi giày màu xanh navy thì nó sẽ như thế này. Chúng ta sẽ có một cái mẫu giày mà cổ nó cao hơn một chút. Và cái điểm khác biệt lớn của mẫu giày cổ cao so với cổ thấp đó là chúng ta sẽ có một cái miếng dán logo ngôi sao ở phía bên má trong của giày như thế này. Và đây là điểm mà theo mình là khá quan trọng đối với một số người. Chúng ta sẽ có một cái miếng dán màu trắng với dòng chữ Converse All Star Chuck Taylor với ngôi sao màu xanh navy nằm chính giữa mắt cá ở má trong chứ không phải má ngoài. Và đó, ngoài ra thì thay vì 6 lỗ buộc dây, chúng ta sẽ có thêm 2 lỗ nữa là 8 lỗ buộc dây, 8 lỗ thiết ở phía này. Và chính những đôi cổ cao này nó tạo nên một cái nền văn hóa thời trang đi với mặc cùng với lại những quần jean rất là đẹp ở những năm sớm. Bên trong chúng ta sẽ có một con tem như thế này. Còn lại những yếu tố khác của đôi này thì giống hệt đôi kia thôi, chỉ là nó cổ của nó là cao hơn, nó có thêm một cái miếng logo dán như thế này và có thêm 2 hàng lỗ buộc dây. Đó, nếu mà cắt nó võng xuống như thế này thì nó cũng giống như là một đôi cổ thấp bình thường thôi. Nếu cắt nó võng xuống như thế này. Đó, những yếu tố khác thì nó y như vậy luôn. Đó, những bạn mà thích cổ cao thì chắc là có lẽ là quá quen thuộc với cái mẫu giày này rồi. Và cuối cùng thì là nhân vật anh da đen. Thật sự ông này ông đen quá thể quá đáng luôn. Nếu như mà mình sẽ phải tăng sáng hơn một chút để các bạn có thể nhìn thấy. Nhưng mà những cái khác thì nó sẽ bị hơi cháy. Đây, như bạn thấy, như này có lẽ là đủ để chúng ta nhìn ra được chi tiết hơn về ông da đen này. Đây là cái mẫu giày mà như bạn thấy là nó đen tuyền luôn. Ngay cả cái phần mũi cao su này nó cũng đen nhưng mà nó sẽ hơi bóng lên một chút xíu. Đó, phần đế này chúng ta sẽ có phần đế đen hoàn toàn luôn, kể cả là đế dưới. Với những người, thực ra là mình có một thằng bạn cùng lớp, trước giờ nó mua Converse hay là Vans, nó chỉ mua những cái mẫu mà đen thùi lùi như này thôi. Mãi về sau nó mới mua thêm cái mẫu mà nó có một vài cái điểm nhấn kiểu như là những cái dòng lửa flame ấy của một vài mẫu Vans. Chứ còn trước giờ nó toàn đi những mẫu đen thùi lùi như này luôn. Và mình biết đây là gu của nhiều người. Thật sự mình biết đây là gu của nhiều người. Trên này chúng ta sẽ có một cái miếng cao su thay vì miếng vải. Và miếng cao su này thì nó được dập lên Converse All Star như vậy, một miếng cao su. Và con tem đương nhiên nó vẫn sẽ có ở bên trong, nhưng mà với con tem ấy thì nó lại là con tem nó được đính vào phía bên góc như này, thay vì là chúng ta được may ở cái góc này. Thì đây là đính, nó cũng vẫn là size 41. Và bên trong thì lót giày
sẽ có màu đen với dòng chữ Converse màu trắng. Đơn giản như vậy thôi. Những cái phần lỗ thiếc thì lần này được sơn đen bóng cũng đẹp, 1 2 3 4 vẫn là 6 lỗ và 2 lỗ phía này. Đó, với một mẫu như này thì nếu như mà chúng ta đi kiểu như là đi không cần phải giữ giày cho nó sạch sẽ thường xuyên, và nếu như mà chúng ta đi một mẫu giày mà đi học thể dục chẳng hạn, hoặc là đơn giản thôi là đạp xe đi bộ hàng ngày, đi bộ ở những cái nơi nhiều đất cát hoặc thế nào đó, những bạn học sinh là quá quen với những việc đó rồi, thì đây là một mẫu giày mà có thể là các bạn có thể nghĩ đến ngay. Tại vì đơn giản thôi, nó bẩn phần trên hay nó bẩn phần dưới lo phát là sạch, nó cũng không hề lộ một tí nào. Dây giày cũng màu đen luôn đó. Rồi ok, như vậy là mình đã mô tả để cho các bạn cùng xem về ba cái mẫu giày ngày hôm nay. Thì ba cái mẫu giày này hiện tại đang có mức giá rất tốt như mình đã nói ngay đầu video, và với mức giá mà cũng như mình đã nói, đó là nó thậm chí còn rẻ hơn nhiều so với lại cái loại hàng Việt Nam xuất khẩu, hàng tuồn, hàng ăn trộm, với lại cái loại mà không có tem ở bên trong như này, thậm chí không có hộp, vân vân. Thì đây là một mức giá vô cùng đáng mua, và nó thực sự rất là phù hợp với lứa tuổi học sinh. Đấy là mình nói vậy thôi, chứ thực tế ra ấy, bản thân mình có rất rất nhiều những đôi Converse như thế này, và ba đôi này là ba đôi mới trong bộ sưu tập của mình mà thôi. Chứ còn bình thường ra mình còn rất nhiều đôi Converse khác, và cái kiểu giày như này, form giày như này, nó sẽ phù hợp với lại mọi loại lứa tuổi, tức là kể cả con bạn mới có là 3-4 tuổi hay 5 tuổi, hoặc là bố mẹ bạn đang là 40 hay 50 tuổi, hay thậm chí là ông bạn đang là 70 hay 80 tuổi, tất cả đều có thể đi những mẫu giày như này, nó đều phù hợp cả. Đây là một trong số rất ít những mẫu giày mà ai đi cũng được, ai đi ở lứa tuổi nào, phong cách nào đi cũng đều hợp hết. Đó. Và ngoài ba mẫu này ra thì sẽ còn có những mẫu màu đỏ cũng như là một vài mẫu khác với mức giá rẻ hơn, nhưng mà nó cũng hay, nó cũng có một vài đặc điểm hay. Mình sẽ để tất cả link bên dưới phần mô tả video kèm theo mã giảm giá nữa để các bạn có thể tận dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn sẽ mua được những đôi giày để bước vào năm học mới. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.